Có trà thanh nhiệt Dr. Thanh, mì không sợ nóng trong người. Từ chính loại thảo mộc tự nhiên, trà Dr. Thanh giúp thanh nhiệt bên trong để ngoại hình luôn tươi tắn. Sợ nóng trong người, hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh để luôn tươi tắn. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, sẽ mãi là một. Tức chết đi. Được rồi. Đúng rồi, cái này mới được. Đây. Cái gì vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái gì vậy? Ăn bánh, xem tivi. Không có ăn đâu, bây giờ chỉ muốn lên giường mới sướng thôi à. Ý của em là em là đi làm rất là mệt mỏi rồi, em chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thiệt là đã, thiệt là sướng thôi. Thôi nè, đừng có giận cá chém thớt nữa mà. Nè, em nói cho anh biết nghe chưa, em không bao giờ thích sát sinh, cho nên cho dù em có giận con cá đi chăng nữa, em cũng sẽ chém cái thớt, không bao giờ chém con cá. Vậy đi ha. Thôi, buông em ra. Nhi, nhanh đi. Nhi, làm gì vậy? Lúc mà Nhi giận á, thì chỉ muốn ở một mình thôi. Nè, biết gì mà nói, tôi hiểu Nhi hơn ông. Lúc mà Nhi đang bực, đừng để Nhi một mình, Nhi sẽ hờn cả thế giới. Biết chưa? Chết đi. Chết nè. Chết nè. Không muốn á, ăn trúng phi tiêu á thì xích ra một bên đi. Chết nè. Chết nè. Anh không có sợ làm bia cho em, mà anh đang sợ là sợ cái kia kìa. Sao sợ? Người ngoài hành tinh hả? Cái này không phải người ngoài hành tinh mà nhiều hành tinh gộp lại mới ra cái con người này. Anh biết không? Chết đi. Đi chết đi. Em đang bực bội lắm anh biết không? Ông đó đó, cái con người đó đó, nói với em á là em là một cái người mà hãm tài, thất bại, không có tài năng, một cái thiên tai của cái ngành điện ảnh. Ông là nhà sản xuất của cái dự án em đang làm. Anh biết không, khi mà nhận dự án này á, mọi người ai cũng nghĩ là em là một cái người rất là may mắn. Nhưng mà anh không biết đâu, một ngày đi làm em rất là áp lực. Lúc nào ông cũng nhìn vào cái chuyện em đang làm nè. Ông nói cái tay nghề của em á chỉ bằng những cái người mà quay phim mới ra trường, mới ra nghề thôi à. Anh có tức không? Anh hiểu rồi. Để anh kể em nghe, hồi trước mà trước khi anh làm đầu bếp chuyên nghiệp á, có cái khoảng thời gian khoảng 2 năm á, anh nấu mang hết trơn. Anh rất là chán, anh không biết là anh chọn có đúng nghề chưa. Nhưng mà bây giờ em thấy rồi đó, anh là đầu bếp chuyên nghiệp. Anh nghĩ là cái ngành nào cũng cần phải có áp lực. Tại vì áp lực á, nó sẽ giúp cho em tốt hơn, gọt giũa em hơn. Và cái quan trọng rằng là sau cơn mưa trời phải sáng, chứ không thể nào mà nó tối thui được. Em ăn gì chưa? Lâm, vô đây phụ tôi nấu món cơm áp chảo coi. Giúp ông hả? Xin lỗi, tôi không rảnh. Mà nếu mà nấu cho Nhi thì sao? Nấu cho Nhi là trách nhiệm của tôi. Ông mà dám có trách nhiệm với Nhi, ông mới chịu trách nhiệm với tôi đó. Mời ông có trách nhiệm với Nhi. Tôi nấu cho Nhi, chứ không phải tôi nấu cho tôi. Cũng phải nấu cho ông. Nấu đi. Tôi đi lên. Biết nấu không? Ủa chứ không phải Nhi đang muốn ở một mình hả? Một mình cũng phải ăn. Hợp lý không? Phụ không? Phụ. Rồi. Ông lấy đồ ông cắt cái bông cải này nè. Cắt cỡ như vậy nè. Cơm nè, cái này cơm nguội, này nước cốt gà nè. Nước cốt gà là sao? Là người ta nấu nước dùng gà cô đặc á, cho khoảng 2 muỗng. Nó làm cho cái cơm này nó sẽ đậm vị hơn. Cho miếng muối vô giùm nè. Rồi,
ít xíu à, hai chấm. Hai chấm là sao? Tôi chưa hiểu ý ông. Thì mình bỏ một chấm vô, hai chấm. Được rồi, bỏ bông cải vô đi. Không biết nấu mà phải bắt bẻ quá. Tôi đố ông này nấm gì? Nấm... nấm rơm. Tôi mới từng thấy cái nấm rơm mà nó chà bá vậy luôn á. Ừ, thì nấm rơm lại lớn, nấm rơm rừng á. Không, nấm đùi gà. Rồi biết rồi, này giống như người ta luộc rau muống, người ta trộn nước lạnh lại cho nó giòn cái gì. Tôi đố ông này là cái gì? Nhìn là biết liền, bí ngò xanh. Bí ngòi xanh. Tôi thiếu cái chữ y thôi, tôi về đây tôi phát âm chưa có chuẩn. Ông à, chữ y nó quan trọng lắm. Thí dụ như người ta tên Thúy, Thúy là y dài đúng không? Chữ y ông không đá y dài, ông để y ngắn thì nó thành chữ gì? Ông đọc đi. Biết. Thôi ông thua rồi, ông để đây tôi làm cho nó lẹ. Để là lát nữa tới 12 giờ đêm Nhi chưa có ăn luôn á. Ý là đầu bếp muốn bắt bẻ gì bắt bẻ. Tôi đâu có bắt bẻ gì đâu, tôi hỏi. Tôi nói tôi phụ ông mà tôi không có vui rồi đó. Làm sao hả? Này là tôi làm gì Nhi thôi đó. Thì tôi đâu có nói gì đâu. Thì tôi nói là ông cứ gì Nhi đi. Rồi tôi biết rồi. Ông cắt đi, qua đây. Tôi đố ông tại sao bông cải nó màu xanh. Tôi đang rất khó chịu với ông luôn mà tôi đừng mắc cười đó. Ông cứ cười đi, ông cười đi xong rồi ông trả lời cho tôi biết. Đơn giản là nó mọc, nó hấp thụ nhiều cái chất diệp lục nên nó màu xanh. Ông cố tỏ ra một cái sự nguy hiểm. Ông hiểu không? Nó đơn giản là vì nó màu xanh thôi. Hết muốn làm luôn á. Tại sao? Có gì đâu, tôi nói quá hợp lý mà. Ủa cái đơn giản vậy hỏi chi? Tôi ví dụ ông, tôi chặt khúc. Giờ tôi đố ông nè, cái này tiêu gì? Tiêu xanh. Nè, đúng rồi đó. Tại tiêu nó có màu xanh đúng không? Đúng. Ủa tự nhiên nãy giờ mình nấu sôi nước đó sao mình đổ à? Trụng thôi. Lần đầu tiên thấy một cái món có ớt chảo nó cầu kỳ vậy luôn á, rất là lâu luôn á. Có lâu gì rồi đâu. Rồi Nhi đợi chển rồi sao? Tại tôi đợi ông á. Giống ông đập tôi à. Ừ. Đập ra nữa. Rồi, biết rồi. Làm đi. Không, làm đi. Dạ. Nhi đang đợi. Ok, hiểu rồi. Chở cho tôi chảo. Rồi, như tới công đoạn áp chảo đúng không? Ừ. Sốt tiêu đen đó. Sốt tiêu đen. Ừ. Đổi vô đây. Mê sốc lắm kìa, đổ vô đây. Nó chưa có đều màu. Được rồi, lát còn xào nữa anh hai ơi. Rồi rửa cái chảo đi. Rồi. Một muỗng hành khô tím. Muỗng tỏi. Đảo đi. Cho cơm vô. Coi chừng nó hư mấy cái thịt á. Được không mừng ha. Ủa mình không có ém nó xuống. Ừ. Mình không có ém nó xuống. Tất cả hãy bình tĩnh. Chờ. Bỏ mỗi thứ miếng vô. Cho miếng tiêu hạt vô. Ngon á. Ủa, này là gì vậy? Bơ. Bơ, bơ gì? Bơ lạc á. À. Bơ không có vị á. Nè, lúc nào em phải thấy nó có cái màu. Cái vị này tôi cảm giác giống đồ ăn của người Hoa. Kiểu vậy đó. À, mình bỏ xả vô, mình bỏ tiêu cho nó thơm. Cho nó thơm thôi chứ không có tác dụng gì hết. Ở dưới nó không có khác. Oh. Khoan để tôi ép đó. Hiểu chưa? Áp chảo rồi nằm vậy đó. Rồi bỏ lên nha. Cách trang trí của tôi là rất là lạ luôn. Để tôi coi cái lạ của ông đó. Wow, lạ quá. Nó có một cái ý nghĩa sâu sắc riêng. Ý nghĩa gì vậy? Một đời người một rừng cây. Đấy vậy? Là chúng ta chỉ ăn món này một lần thôi. Là sao? Tôi chưa hiểu ý không? Vì nấu xong cái món này là tôi đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Hay quá ha. Xong. Xong chưa? Rồi bưng ra đi.
Nãy giờ ông có ăn dụng không? Trời, tôi ăn dụng tôi làm con ông liền. Đúng không? Ừ. Hứa nha. Hứa. Tôi không hề ăn đúng không? Thì tôi với ông đâu ai ăn đâu. À đúng rồi. Mà hồi nãy cái muỗng này là muỗng mới, để tôi bỏ vô đem chuyển lên cho Nhi. Mà giờ nó dơ vậy nè. Nhìn đi. Rồi ba đi con. Rồi ba đi con. Bố chắc chưa hiểu. Ba là ba mà bố là bố. Ủa mắc cười quá, khó khăn quá. Bố ba có khác nhau không? Giờ tôi thích gọi cha, cậu, tía, chú, bác hay nọ. Muốn kêu gì cũng kêu chứ. Ờ, ok. Đấy cho bố cái khay đi, để đem lên cho Nhi. Nè uống miếng đi. Uống đi rồi tôi kể cho ông nghe. Không biết tại sao Nhi buồn không? Tại Nhi đang không có suôn sẻ trong công việc á. Nói chung là bị sếp la, cho nên Nhi nó không được vui. Cho nên ông tìm cách chia sẻ nha. Đem nó đi. Tại sao Nhi lại chia sẻ với ông? Tôi cũng biết Nhi buồn, Nhi có vấn đề, nên tôi mới mua cuốn sách này để cho Nhi đọc, Nhi nâng cao cái nghiệp vụ của mình. Mà chắc vậy Nhi không cần cách quan tâm của tôi đâu. Tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.